Hòa phương vô môn Duy nhân tự chiêu Tiền ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 103 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore chư vị đồng học Xin chào mọi người Trong cảm ứng thiên Kinh văn nói về ác báo rất dài Bảy đoạn nhỏ phía trước Là nói đại ác căn bản cũng chính là nói nguồn gốc của dạng ác. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dị ác vi năng, nhận tác tàn hại, âm tặc lương tiện, ám vũ quân thân, mạng kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, cuốn chư vô thức, bán chư đồng học hư vu trá ngụy công kiết tông thân cương cường bất nhân ngận lệ tự dụng đến chủ này tổng cộng có bảy đoạn nhỏ chúng ta phải tường cảnh giác bảy sự việc này nếu như chúng ta tỉ mỉ mà phạm tịnh mà tư duy chúng ta đều đã phạm chỉ là mức độ phạm có cạn sâu khác nhau phạm vi ảnh hưởng có rộng hẹp không như nhau đương nhiên kết tội quả báo ổn không như nhau. Tống lại mà nói, đây là ác nghiệp. Do ác nghiệp mới chiêu cảm đến thiên tai, nhân họa, đủ loại quả báo bất tiện. Nếu như chúng ta không thể phản tịnh kiểm điểm thật kỹ sự lỗi làm mới từ trên căn bản thì không những đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu mà e rằng thân người cũng không giữ được phước báo nhân gian dạ, thì càng không cần phải nói đây là điều mà người học phật trước tiên cần phải giác ngộ đoạn văn này chúng ta vẫn chưa giảng xong hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ thứ sáu hư vu trá ngụy công kiết tông thân hư là bịa đặt không có căn cứ xác từ mà đã tùy tiện bàn luận trá ngụy trong chú giải nói là dùng quỷ kế lừa người thì gọi là trá âm mưu quỷ kế lừa gạt người khác, làm giả bộ đi gạt đời, đi gọi là ngụy là hư ngụy, làm người có thái độ như vậy, tâm thái như vậy, hay nói cách khác là không có chút thành ý nào, hiện tại ít thực như vậy, không chỉ đối với xã hội đối với đại chúng không có chút thành ý nào mà đối với vợ con và cha mẹ của mình cũng không có chút thành ý lại nói thêm nữa là cũng không có thành ý đối với chính bản thân họ hiện tại là xã hội như vậy thì sao mà không gặp nạn chúng ta muốn hỏi tại vì sao có loại tình hình này tại vì sao có sự việc như vậy truy đến cội nguồn là chúng ta đã vứt bỏ đi giáo dục của thánh hiệp cho nên mới rơi vào tình cảnh này. Chúng ta may mắn được tiếp nhận một phần nhỏ của giáo dục thánh hiền. Chúng ta đối với đạo lý của thiện ác, nhân quả của thiện ác có thể hiểu rõ một chút dần có được chút năng lực phân biệt thế nhưng mà năng lực này của chúng ta vẫn chưa đủ thế gian có rất nhiều sự việc tưởng đúng mà lại sai Nhất là giống như những người ác nói ở chỗ này tâm địa bất thiện diện mạo hư ngụy chúng ta đức có nhìn ra hư tình giả ý Ngay đến người thân thuộc Mà họ còn công kích bơi móc Còn bôi nhọ Huống hộ người ngoài Chúng ta ở trong xã hội Gặp những sự việc này Có thể trách người sao Không thể tỉ mỉ mà quan sát họ làm được không tệ tại vì sao không tệ tùy thuận phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay của họ đời trước không tốt cha mẹ không dạy họ người lớn không dạy họ thầy giáo không dạy họ họ không phải bậc thánh hiền trời xanh cho nên họ làm ác là lẽ đương nhiên nếu họ không làm ác thì họ chính là phật bồ tát tái lai không phải là phàm phu người phàm thì đâu có lý nào không làm ác chúng ta có thể từ góc độ này mà quán sát thì tâm của chúng ta liền bình nghe tâm bình khí hòa trong đây liền sanh trí tuệ vậy mới thấy được rõ ràng chân tướng sự thật làm thế nào cứu vãn những chúng sanh cổ nạn này vẫn là một phương pháp cũ toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục thánh hiền đề xướng giáo dục Phật Đà. Cho dù có một số phi bình ác ý chống lại bôi nhỏ cũng không hề gì. Vì sao vậy? Họ du tri, họ đáng thương. Nếu như họ chân thật tường tận rồi Thì tự nhiên họ liền sám hối Họ liền quay đầu Cho nên chúng ta đối với người không rõ lý Người vô tri Lấy thế pháp mà xem Thì phải lượng thứ họ Không nên trách cứ họ Dùng cách nhìn của Phật Bồ Tát thì phải thương xót họ, phải cứu họ. Hiện tại, bạn đi cứu giúp họ. Có những phương thức họ không thể tiếp nhận. Đó là do tiện căn phước đức của họ chưa đạt đến. Cho nên, cần phải dùng phương tiện khéo léo trước tiên phải bao dung phải khoan dung đời này không cứu được thì đời sau đời sau không cứu được thì đời sau nữa phật độ chúng sanh là trước sau không bỏ người nào Lúc nào họ chịu quay đầu thì đến lúc đó sẽ giúp đỡ họ. Nếu không thể quay đầu thì đứng ở bên cạnh nhìn. Chân thật là nhìn họ tạo nghiệp, nhìn họ đọa lạc, nhìn họ đọa địa ngục, nhìn họ chịu vô số khổ. Vì sao vậy? Bạn nói tiện ngôn, tiện ngữ với họ, họ nghe không lọt tai, họ không tin tưởng, họ không thể tiếp nhận. Họ có phân biệt chấp trước kiên cố, không phải Phật Bồ Tát không giúp đỡ họ mà do chấp trước kiên cố đó của họ quá mạnh, không nghe được lời thiện, không thấy được diệt thiện chân thật. Vì sao vậy? Tâm của họ là hư vọng. cái họ thấy được cũng là hư vọng cho nên chân thành là việc quan trọng nhất trong chú giải này nêu ra cho chúng ta rất hay thành là đạo của trời ý thành là đạo của người chúng ta tu học thì đem chân thành xếp ở vị trí thứ nhất có chân thành thì sau đó mới có thanh tịnh bình đẳng giác có thanh tịnh bình đẳng giác thì sau đó mới có đại từ đại bi ý thành chính là trong phật pháp gọi là phát tâm bồ đề thể của tâm bồ đề trong kinh quán vô lượng thọ phật nói là tâm chí thành chân thành đến cực điểm tâm này chính là tâm bồ đề Thâm tâm, đại bi tâm là tác dụng của tâm Bồ Đề. Tâm trí thành là thể tánh của tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta không phát tâm chân thành, thì tâm Bồ Đề từ đâu mà ra, căn bản sẽ không có, tâm chân thành là chân thật làm đến không lừa gạt chính mình không lừa gạt chúng sanh đây là chân thành chỉ có tâm chân thành mới có thể tuân theo giáo huấn của phật Đìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Nếu tâm không chân thành Thì đúng sai Thiện ác luôn luôn điên đảo Đêm ác Xem thành thiện nên việc thiện xem thành sai thấy sai rồi người như vậy ở thời đại hiện nay này không ít chính chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh xem mình có phải ủng thuộc về loại này hay không không phản tĩnh, không kiểm điểm, thì bạn không thể nào giật ra. Vì làm sao có thể quay đầu? Tự mình luôn cho rằng chính mình tu không tệ, tu rất tốt. Đâu biết được việc mình làm chính là tội nghiệp của địa ngục. Cho nên chúng ta dùng cảm ứng thiên Đây là ấn tổ dạy bảo chúng ta Dùng liễu phàm tứ huấn Dùng an sĩ toàn thư Rồi là một cuộc nỗ lực Phản tỉnh kiểm điểm Ở ngay trong giáo huấn của Phật Chúng ta đặc biệt đề xướng kinh phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Ngày trước, tôi đã từng dẫn qua ba lần. Hiện tại cũng có đồng tu. Y theo băng ghi hình này, mà chỉnh lý thành văn tự cũng có chỗ đã in thành sách lưu thông bên ngoài những văn tự này tôi sẽ tìm thời gian để xem qua một lần sau khi tu đính mới có thể chính thức lưu thông những thứ này đều là giúp chúng ta cải ác hướng tiện làm thành bậc thang đầu tiên để chúng ta vào đạo tu học trong vượt biên nói rất hay nói rằng ngày nay chúng ta bỏ đi chân thành mà theo bị đặt dối trá tuy là trái nghịch đạo trời đánh mất đạo người trong lục đạo luân hồi cõi trời mất rồi cõi người mất rồi các vị nghĩ xem còn nơi nào để đi quả báo ở tam đồ chúng ta làm sao có thể không cảnh giác mạng sống của con người rất mong manh trận động đất lớn ở Đài Loan là minh chứng cho lời giáo huấn của Phật Đà. Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta rất nhiều mạng người du thường, cõi nước mong manh. Chúng ta sống ở trên địa cầu này trong mắt phật thì thấy rất nguy nan khó tránh được độ dở nhà khoa học có dự đoán trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh nhỏ đường kính của hành tinh nhỏ này có cái mười cây số đến mấy chục cây số một trăm cây số nếu hành tinh nhỏ này ra vào địa cầu thì địa cầu sẽ vỡ tan tất cả sinh mạng trên địa cầu trong khoảng sát đa liền bị tiêu diệt tình hình này đã xảy ra hay chưa có nhà sử học Nhà cao cổ học nói với chúng ta Ngày xưa trên địa cầu Đã từng bị những hành tinh nhỏ này Vẫn không phải quá lớn Đã từng gia chạm qua Họ đã nói Ngày trước Những loài khủng long Bị tuyệt chủng trên địa cầu Là do nguyên nhân gì? Hành tinh nhỏ gia chạm vào địa cầu Bị rộng qua hành tinh nhỏ đó không vượt quá mười cây số nếu là mấy chục cây số thì địa cầu đã vỡ tan rồi vô cùng mong manh mạng người vô tường chúng ta ngày nay được thân người sống ở trên địa cầu này gặp được chánh pháp bạn mới biết được cơ duyên này rất khó được trân quý biết bao. Phật dạy chúng ta ngay trong một đời này phải nên làm những việc gì? Phật nói mọi thứ không mang đi chỉ có nghiệp theo mình. Những gì không tiện mang theo thì chúng ta phải buông xuống còn những gì mang đi được thì chúng ta phải thật làm. Những thứ nào có thể mang đi được, nghiệp mà bạn tạo thì mang đi được. Hạt giống tập nghiệp vĩnh diện không mất. Vì bạn tạo ác nghiệp thì bạn sẽ mang đi. Tương lai biến thành quả báo tam đồ. Bạn tạo thiện nghiệp cũng sẽ mang đi. Tương lai là hưởng phước báo trời người. Cái này bạn mang đi được không tệ tiêu mất phật nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta bản thân chúng ta phải biết chọn lựa thế nào chúng ta cần phải chọn lấy nghiệp tiệm đây là Phật dạy chúng ta không những phải tu tất cả thiện hơn nữa cậu phải lìa tướng tu thiện vì sao vậy lìa tướng tu thiện thì quả báo ở pháp giới Phật ở pháp giới Phật Bồ Tát chấp tướng tu thiện thì quả báo ở pháp giới trời người Phật đã từ bi đến tột cùng Chúng ta tu tiện thì phải lì tướng. Đối với Pháp Thế Xuất Thế gian một chút cũng không thể dính nhiễm. Mọi lúc, mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, thường phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là đối với tất cả các Pháp không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không độc niệm. Người thế gian mê, ta không mê. Người thế gian không chịu làm, ta đến làm. Lìa tướng tu tiện, người thế gian không chịu làm, người tường tận chịu làm người giác bộ chịu làm quý vị đồng tu buổi tối hôm qua chúng ta cùng nhau vui tết trung thu Tôi đã nghe qua báo cáo của mọi người, báo cáo của quý vị, cũng là dự giao phó đối với các cư sĩ hộ pháp. Mọi người đều phấn đấu nỗ lực như vậy. Dùng công tu học. Đây là chúng ta báo ân báo ân tường trụ báo ân hộ pháp báo ân quốc gia báo ân tí chủ chúng ta đang làm hết lòng chúng ta phản tịnh kiệm điểm Chúng ta làm như vậy vẫn chưa đủ, vẫn phải hết lòng nỗ lực. Ấn tổ cả đời đề xướng ba loại sách. Liễu phàm tứ huấn cảm ứng thiên vật biên Tôi dùng quyển này chính là bản mà hoàng hóa xạ của Ấn Tổ In. An Sĩ Toàn Thư Tổ sư Ngài tâm hết mực từ bi biết được chúng sanh thế gian đời sau này sẽ gặp phải tai nạn to lớn kinh phật tuy tốt nhưng người giảng ít người hiểu tường tận không nhiều huống hồ có rất nhiều người còn sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với phật pháp cho rằng phật giáo là tôn giáo cho nên tôn giáo cùng tôn giáo có đối lập tín đồ của các tôn giáo khác trên thế gian không muốn xem kinh phật cho nên ấn tổ dùng ba loại sách này ba loại này đều không phải là kinh điển phật giáo hy vọng nó có thể phổ cập có thể làm cho các tín đồ của tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận đây không phải phật giáo từ chỗ này mà chúng ta thể gọi được cổ tâm của ấn tổ dụng ý của ngài là hy vọng tránh được sự nghi ngại của các tôn giáo để tiếp nhận giáo huấn của bậc thánh hiền đoàn tất cả ác tu tất cả thiện. Nếu như tâm hạnh bất thiện, như mấy câu phía trước của cảm ứng thiên đã nói. nếu giữ cái tâm như vậy, có loại ý niệm này, mà xử sự, sự đối người tiếp vật, lời trong đây nói được rất hay, tâm ý quá mệt mỏi. Câu này ý là nói vọng niệm của họ rất nhiều ngày ngày đang lao tâm, chuyện ấy quá nguy hiểm, họ làm ra những sự việc rất nguy hiểm. Đó là tướng phước mộng bậc nhất trong thiên hạ. Những câu này các đồng tu chúng ta phải học thuộc. Kinh văn không dài đem nó học thuộc lòng. Từ câu phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, đến cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng. Phải đem đoạn nhỏ này học thuộc. Thời thời khắc khắc phản tỉnh. Ngày trước, tôi khuyến khích đồng tu đem cảm ứng thiên bổ sung thêm vào thời khóa tối. Khi làm xong thời khóa tối, thì đọc qua một lần cảm ứng thiên. Chúng ta có phải như điều mà cổ đức nói là người phước mộng bậc nhất trong thiên hạ hay không? Không có phước. Vậy nếu như lật ngược lại ngày nay chúng ta đề xướng chân thành thanh tịnh bình đẳng Chánh Giác từ bi giữ được tâm như vậy nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật đạt được việc như vậy thì đó là người Phước dạy bậc nhất trong thiên hạ chúng ta có phước dày hay phước mỏng đều ở trong một niệm của chính mình. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thời thời khắc khắc phải để ở trong tâm. Đêm tướng phước mỏng đoạn dứt hết lòng mà tu phước dày không có phước báo thì không thể giúp chúng sanh cho dù giúp chúng sanh cũng là gây thêm phiền phức cũng làm sai việc Cho nên nói Tâm ấy quá mệt mỏi Chuyện ấy quá nguy hiểm Nói được rất có đạo lý Không vào tam đồ Thì sẽ về đâu Loại người này Không đọa vào ba đường ác Thì họ đi đến nơi nào Chắc chắn là đọa ba đường ác Lừa người không hiểu biết Chê bai bạn đồng học Bị đặt dối trá Công kích thân thuộc đoạn này là căn nguyên của các ác hơn nữa ở xã hội ngày nay gần như trên toàn thế giới chúng ta tùy lúc tùy nơi cũng có thể thấy được thậm chí chính mình Bình lặng mà phản tỉnh Mấy câu này Chúng ta có câu nào Mà không phạm phải Cho nên Xã hội ngày nay Động loạn bất an Thiên tai nhân họa Đều là có nguyên nhân mà trong kinh vô lượng thọ nói cho chúng ta biết phẩm 33 của kinh vô lượng thọ Phật nói được rất hay đời trước vô tri không biết đạo đức không có người dạy bằng làm sao có thể trách họ chân tướng của sự thật chỉ có Phật thấy được rõ ràng thấy được thấu triệt Phật chân thật là từ bi đến cực điểm nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp tỏ báo dùng bi tâm vô tận để dạy bảo trong ức và người mà chân thật có thể quay đầu chẳng qua là hai ba người mà thôi cho nên cổ thánh tiên hiền các bạn đọc điện tịch của các ngài thì mới sâu sắc hiểu được nỗi khổ tâm của các ngài tế tôn và khổng tử vì sao cả đời theo đuổi công tác giáo dục chẳng phải là mấy câu đói này trong kinh vô lượng thọ hay sao ai có thể dạy người sáng tỏ có thể dạy người sáng tỏ tất nhiên là số ít Người mê hoạch là đa số. Người thế gian ít có thời gian thân cận với tiền tri thức. Chúng ta thân cận Thầy, tất nhiên thời gian ở gần Thầy thì ngắn. Mà thời gian ở chung với bạn học thì dài. tri kiến của bạn học cũng gần giống với chúng ta một số lỗi lầm đã phạm mà chính mình không hề biết còn cho rằng hành vi tạo tác của chính mình đều là chính xác tin theo bạn học mà không thể tôn trọng thầy thầy lớn tuổi nên tất nhiên là người từng trải nếu như có nghi hoặc phải nên tỉnh giáo thầy có trách nhiệm giúp chúng ta phá mê khai ngộ mấy câu này tổng cộng phân thành bảy đoạn nhỏ. Chúng ta đọc đến đoạn nhỏ thứ sáu. Hư vu trá ngụy, công kiết tông thân. Tôi đọc đến tám chữ này. Thì cảm khái vô hạn Tôi cảm thấy tám chữ này đã nói ra căn bản thiên tai nhân hòa ngày nay của chúng ta. Đoạn này tôi đã giảng qua mấy lần. Tuy nhiên tôi cảm thấy không tệ không nói nhiều hơn. Người phàm phu Mỗi ngày đọc kinh Mỗi ngày nghe kinh Mà viện não tập ký của chúng ta Đều không thể chuyển trở lại Cho nên tôi sâu sắc hiểu rõ Tại vì sao Thế Tôn phải giảng kinh thuyết Pháp 49 năm 49 năm mà có thể chuyển trở lại Thì đều là người rất cừ khôi đâu có chuyện nghe kinh ba đến năm năm liền có thể chuyện trở lại được từ xưa thì có hiện tại thì không bạn cùng học với tôi rất nhiều có tám năm có mười năm cũng có hai mươi năm nhưng có chuyện được hay không thì bị quan sát thì thấy chưa chuyện trở lại được. Chúng ta chính mình hết lòng phản tịnh, kiểm điểm, có chuyện trở lại được hay không? Tôi học Phật 47 năm rồi. Giảng Kinh 40 năm. Mới có thể chuyển được ít phần. chẳng phải chuyển đổi một trăm phần trăm nếu chuyển đổi được một trăm phần thì thành phật rồi do đây có thể biết sự việc này khó cho nên gần đây tôi đọc kinh luận này chọn lấy dạng tỉ mỹ đạo lý chính ngay chỗ này trong chú giải nói rõ cho chúng ta biết hư là gì hư là hư vọng mơ hồ vô căn cứ thì gọi là hư trong phật pháp gọi là dạo ngôn vô căn cứ Có thể tin hay không? Người tin rất nhiều. Mọi người đều tin dường như, như, họ nói là thật vậy. Đặc điều sinh sự Toàn là vô căn cứ Hoàn toàn dựa vào phỏng đoán của chính mình dựa vào vọng tượng của chính mình sự thật có rất nhiều chỗ không phải người tri thức nông cạn như chúng ta có thể thấy ra được có một số việc nhỏ và cạn cực còn dễ thấy mọi người vừa nhìn liền hiểu rõ, vào sau thêm một tầng thì không thấy được. đêm tiện xem tịnh ác, đêm ác xem tịnh tiện, tiện ác đúng sai, tà chánh điên đảo, thì quá nhiều quá nhiều. cho nên đại chúng ngày nay, trong tâm của các đồng tu làm thế nào để xây dựng bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn thì phật đã xây dựng cho chúng ta rồi chúng ta không tường tận chúng ta không tuân thủ vẫn cứ là như đúng mà lại sai nghe theo tin nhảm tôi ngay đời này gặp được một người sáng suốt là hàng quán trưởng. Tôi sống với bà 30 năm. Có độ nhảm hay không? Rất nhiều. Bà nghe những lời tỷ phi này thì thế nào? Bà đến hỏi tôi. Có người nói lời đồn đãi về tôi. Bà đến hỏi tôi sự việc này là thật hay là giả? Đây là một người thông minh, không phải là người hồ đồ. Người hồ đồ nghe theo lời đồn nhảm sẽ không đến hỏi tôi. Họ rất dễ dàng bỏ đi. Đến khi làm cho rõ ràng rồi thì hối hận ủng chẳng kịp. trong việc này có rất nhiều người như vậy đặt điều sinh sự mục đích là gì những thí dụ như thế này chúng ta ở trong xã hội hiện nay xem thấy được quá nhiều nhỏ là cá nhân lớn là đoàn thể căn nguyên đều là tự tư tự lợi Lời nói, việc làm đều là ổn người lợi mình. Kỳ thật, Hoặc không rõ ràng chân lý. Tổn người chắc chắn không lợi mình. Chỉ có lợi người mới là chân thật lợi mình. Cảm ứng thiên, Pháp Sư Ấn quan đặc biệt in ra, làm thành giáo huấn duy nhất cứu giúp chúng sanh từ mạt pháp chúng ta ngày ngày phải đọc ngày ngày phải nghiên cứu thảo luận thâm giải nghĩa thú hết lòng nỗ lực bụng hành mạng sống của con người rất mong manh Động đất lớn ở Đài Loan Các gì đều thấy rất rõ ràng Khoảng trong mấy giây Mà mạng sống và tài sản Liền tiêu tan Có rất nhiều người Cả nhà đều bị mất mạng Trong tai nạn này Từ gian chỉ có mấy giây Họ đã gặp phải rồi có thể bảo đảm chính chúng ta không gặp hay không nghĩ đến chỗ này chúng ta mới hiểu được vì sao đại sư ấn quan thường đem chữ chết để ở ngay trước mặt mình phật đường của đại sư ngài không giống như phật đường của người khác ngay giữa phần đường theo một chữ rất lớn là chữ chết. Bên dưới chữ chết tờ một tôn tượng a di đà Phật. Ngày ngày nghĩ đến tùy thời tùy khắc đều có thể chết. Khi chết rồi thì làm sao? Người thông minh có tầm nhìn trước sau không nghĩ đời này mà phải nghĩ đời sau Người này mới là chân thật có trí tuệ. Sau khi chết, thì đi về đâu? Đi gọi là việc lớn tự sanh. Trong kinh luận dạy chúng ta, mọi thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Cho nên trồng nhân tiện ác được quả thiện Tạo nghiệp ác nhất định có khổ báo Thế nào là thiện Thế nào là ác Phàm là lợi ích chúng sanh Thì là thiện Phàm là lợi ích bản thân Thì là ác Đạo lý này chúng ta đã nói qua nhiều rồi con người tại vì sao hư vọng xảo trá dối kẹt, đều là gì tự tư tự lợi nên mới tạo ra đủ loại ác nghiệp Câu thứ hai nói bị đặt bôi xấu gọi là vu. Đây là hãm hại người. Dùng quỷ kế lừa người thì gọi là trá. Dối trá. Làm giả bộ để gạt đời thì gọi là ngụy hư ngụy. Ngài nói ra bốn chữ, phía sau nói Phân ngôn tắc tứ Phân chia ra để nói là bốn <laughs> chữ này Hợp lại mà nói chính là tâm không chân thành Không thành vậy Hay nói cách khác Chân thành Chính là ngăn trừ Hư vu trá quỷ Đây mới gọi là chân thành nếu còn có ý niệm này tồn tại thì bạn không thành thành là đạo của trời chữ trời này ở trong phật pháp nói chính là chân tâm chính là bộ tánh thành là chân tâm thành là tự tánh ý thành là đạo của người thường hay nghĩ thành thường hay nhớ thành, thường hay học thành đạo của người. Đạo của người này là Bồ Tát Đạo. Quả nhiên, chúng ta giữ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tỳ chư Phật hộ niệm, Long Thiên tiền Thần bảo hộ. một số đồng tu singapore nghe được sự việc cảm ứng của cư sĩ tề ở núi thiên mục đều lo sợ không dám lên núi nguyên nhân gì vậy tâm không thành có nên đến nơi đó để tu hành hay không nên ta muốn học Phật, ta muốn cầu sanh tịnh độ, thì ta nhất định phải lên núi, ta không muốn cầu sanh tịnh độ, ta vẫn muốn luân hồi sáu cõi, ta vẫn muốn đọa ba đường ác, thì ta không nên đi. đi là sự việc rất rõ ràng bị ra ngay trước mắt, bạn không dám đi, bạn chính là chúng sanh có ba đường ác. Bạn dám đi, bạn chính là chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ, muốn thấy a di đà Phật. Vấn đề chính là tâm của bạn là thật tâm hay là giả tâm. Đã quá rõ ràng. Trong chú giải Nói được rất hay Ngày nay chúng ta bỏ đi chân thành Làm ra cái gì? Hư vu trá ngụy Đây là nghịch thiên Trái nghịch thiên đạo Mất đi nhân đạo Mất đi nhân đạo rồi Thì tâm ý quá mệt mỏi Trong tâm lo lắng Lao tâm Chuyện ấy quá nguy hiểm. Chuyện ấy là gì? Bình thường bạn xử sự đối người tiếp vật. Bạn làm những việc nguy này. Nguy hiểm. Kết luận sau cùng nói Đó là tướng phước bỏng bậc nhất trong thiên hạ Không có phước báo Phước mỏng trong thiên hạ đến mấy Cũng không thể hơn chỗ này Không vào tam đồ Thì sẽ về đâu Loại người này không đọa lạc ba đường ác Thì họ đến nơi nào Mấy câu nói này Đáng để chúng ta sâu sắc phản tỉnh xã hội hiện nay pháp dược ma cường trong thanh tịnh minh hối của kinh lăng nghiêm nói chính là chỉ cho xã hội trước mắt chúng ta tà sư thuyết pháp như các sông hằng đâu là tà sư phàm đã nói cho bạn những lời trái lý trái nghịch với tảnh đức thì những người đó toàn là tà sư thật quá nhiều quá nhiều mỗi ngày bạn tiếp xúc đều là như vậy có mấy người dạy bạn hành thiện, có mấy người nhận thức được cái gì là tiện thật cái gì là tiện giả trong liễu phàm tứ huấn nói rất hay tiện có chân thực, giả dối có ngay thẳng tà vậy có lệch lạc chánh đáng có lớn lao nhỏ nhặt có mấy người có thể nhận thức rõ ràng do nguyên nhân gì không đọc sách thánh hiền không thân cận tiện tri thức dầu thời xưa người đọc sách thường nói ba ngày không đọc sách thánh hiền mặt mũi nhìn đáng ghét từ trong câu nói này chúng ta thể hội được tập khí của chúng ta là nghiêm trọng đến như vậy ba ngày không tiếp xúc sách thánh hiền tập khí tật xấu lại hiện tiền lại xuất hiện ngay chúng ta nghĩ xem công lực của người xưa tu học còn có thể khống chế được ba ngày công lực của người hiện tại e rằng không thể khống chế được ba giờ đây là thật một mặt đọc, một mặt đang giản, một mặt dựng nghị tưởng lung tung. Đây chính là không thể khống chế được. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, vẫn như vậy, vẫn muốn tạo tội nghiệp. Vậy bạn liền biết được phiền não tập khí nghiêm trọng đến mức độ nào. Cho nên không đọc kinh thì làm sao được Ngày ngày đọc Mọi lúc đọc Trừ khi chính mình có việc có công việc Khi buông xuống công việc Thì liền phải mở quyển kinh ra Rất đáng nguy Đừng cho rằng học Phật đã học tình độ rồi Thì tương lai chắc chắn có thể giảng sanh Núi tiên mục cũng không dám đi Vậy còn giảng sanh hay sao Chính mình phải rõ ràng Phải tường tận Các vị nghe cư sĩ tề giảng Quỷ thần của núi thiên mục Đều mong muốn nghe kinh đều khi vọng thời gian nghe kinh dài một chút ngày ngày mở băng ghi hình nhưng họ vẫn cảm thấy không đủ thời gian không đủ sau khi chúng ta nghe xong thì có cảm tưởng gì tôi nghĩ đại đa số sau khi nghe xong thì vẫn tê dại như gỗ đá không hề để ý sau khi tôi nghe rồi thì có cảm xúc rất sâu không có công việc khi không có người đến tìm tôi thì tôi đọc kinh mỗi giờ mỗi phút không dám buông lơi các vị cầu là quả báo hiện đời tôi thì cầu là khi dọc đời sau thân cận a di đà phật không mong cầu thứ gì của thế gian này tất cả tùy duyên hằng tuần chúng sanh tùy gị công đức chúng ta ở thế gian này sống một ngày cũng tốt sống hai ngày cũng tốt thế nào cũng tốt mọi thứ tùy duyên quyết không có chấp trước quyết không có dục vọng của chính mình sống thêm một ngày thì giúp đỡ chúng sanh thêm một ngày mặc cho họ có làm theo hay không trái lại sống một ngày thì làm một ngày ngàn ngữ thường nói làm hòa thượng một ngày đánh chu một ngày tim bổn phận của chính chúng ta làm cho hết sức viên mãn thì chính là công đức viên mãn Không phải việc thuộc bổn phận của mình thì không nghe, không hỏi. Cho nên, đoạn kinh văn này, khi tôi đọc thì cảm xúc của tôi sâu hơn quý vị gấp nhiều lần. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta dạng đến đây. Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch, ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu Diễn đọc Phật tử thiền quan.